Xét đô man 114. Con này chưa dọn rửa còn xăng giật giật nổ. Ai làm được thì mua về xúc bình xăng con là lụm. Máy đứt, máy bao rin, kiểm tra bê tông rồi, bao đẹp. 114 51cc. Máy móc là chưa dọn rửa, chưa xúc bình xăng con. Về còn xăng giật giật là nổ. 1,5 triệu. Mặt tiền bao đẹp. Máy móc chưa dọn rửa, về xúc bình xăng con đó là lụm. 1,5 triệu.